Chiều ngày 5 tháng 7, đoàn công tác của Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều do đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại trường trung học phổ thông Nguyễn Bình. Theo đó, hội đồng thi này đã chuẩn bị phòng đựng đề thi, bài thi được trang bị đầy đủ camera, lịch phân công giáo viên, lịch thi, sơ đồ phòng thi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị phòng dịch cũng đầy đủ với 24 phòng thi, 2 phòng dự phòng, đảm bảo giãn cách trong suốt các buổi thi. Tại điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông Đông Triều có 605 thí sinh dự thi, trong đó có 93 thí sinh tự do của thị xã Đông Triều. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các điểm đoàn đến kiểm tra, đồng thời yêu cầu ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của thị xã Đông Triều nắm vững văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là năm nội dung trọng tâm trong chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 gồm an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi. Bên cạnh đó, cần đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu.